Alo, ai đấy ạ? Chú là sếp của bố mẹ con. Hôm nay công ty chú có quay giải thưởng. Bố con được giải nhất đấy. Dạ, thật không ạ? Nếu vậy thì tốt quá. Thì đấy. Thế con gửi địa chỉ nhà của con cho chú đi. Một lát nữa sẽ có người gửi quà đến cho bố con. Ơ, tại sao bố mình trúng thưởng mà không gọi trực tiếp cho bố mình nhỉ? Nếu như mình đọc địa chỉ cho chú ấy thì kiểu gì chú ấy cũng tìm được đến nhà mình rồi lừa mình mở cửa. Nguy rồi. À chú ơi, bố cháu là giám đốc với chú. Nếu không, chú chuyển hẳn qua phòng làm việc của bố cháu cũng được ạ. Các bạn nhỏ ơi, khi các bạn nhận được điện thoại của người lạ, các bạn nhất định không được để lộ thông tin của mình nhé. Chị ơi, hình như có người theo dõi mình ấy ạ. Sao em biết? Người đàn ông đó luôn đi theo chúng mình. Sau khi hai chị em mình vào quán nước, mắt ông ta cứ láo liên nhìn đông ngó tây, rõ ràng không mua đồ ăn gì, chắc chắn đang theo dõi chị em mình rồi. Chị em mình đi đâu thì ông ta đi đấy. Thế bây giờ phải làm sao đây? Chú ơi, cho cháu một hộp sữa này với ạ. Các bạn nhỏ ơi, khi đi trên đường nhớ chú ý tình hình xung quanh. Nếu bị người khác bám đuổi, các bạn nhất định phải tìm người khác giúp đỡ các bạn nhé. À, mày tao ôn con này. Mày đi đứng kiểu gì đấy? Đưa tiền này. Ơ, đây là tiền của em à? Này, chính mắt tao nhìn thấy mày nhặt được tiền này dưới đất lên. Tiền này là của tao làm rơi. Đây là tiền của bố em tặng em 10 điểm mà. Mày thích nhiều à? Anh ta cao thế nhở? Chắc chắn anh không lại rồi. Nhưng mình không thể đưa tiền cho anh ta. Phải làm sao bây giờ? À, cô ơi cô, cô đến rồi à? Được lắm. Các bạn nhỏ ơi, tuyệt đối đừng để tiền ở vị trí khiến người khác chú ý. Khi bị người khác trách nhiễu, hăm dọa để cướp tiền, các bạn nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt nhé. Sau đó hãy báo với thầy cô hoặc bố mẹ. Chào cô. Chào anh. Tôi đi đón cháu Bông. Bông à? Ở lớp không có bạn nào tên Bông cả. Là cháu bé kia kìa. À, bạn ấy tên là Mai mà. Mai là tên gọi ở lớp thôi. Còn ở nhà ấy, mọi người hay gọi là Bông. Nên là tôi quen rồi. Thế được rồi, anh đợi tôi một chút nhá. Mai, đây có phải là người nhà của con không? Chào Bông. Nhớ chú không? Chú đem đồ chơi đến cho con này. Vậy là đúng rồi, anh là người nhà của cháu. Con về cùng với chú đi nhá. Dạ, về con. Ô, chào cô giáo đi rồi về. Con chào cô ạ. Về cẩn thận nhá. Chào cô. Cô ơi cô muốn chặn chúng ta lại đi. Chúng ta không phải là chú của ai đâu. Cho chị hỏi chút nhá, em ở khu này hả? Nhà em ở đây ạ. Chị đến đây chơi, bạn chị đưa địa chỉ mà chị lạc mất rồi, giờ chị không biết đi như nào nữa. Thế chị có biết họ ở tòa mấy không ạ? Hình như là 506 tòa 3 thì phải. Em có biết không? Tòa 3, để em dẫn chị đi. May quá. Chị ơi, tới rồi ạ. Hay là em đưa chị lên nhá, bởi vì ở đây chị cũng không biết lên tòa bếp nào nữa. Chị ơi, hay là chị dùng điện thoại em gọi cho bạn chị xuống đón được không ạ? Điện thoại bạn chị còn không nhớ cơ. Sao còn nhỏ. Đã đến ngay dưới nhà, còn cố ý muốn mình lên cùng. Lớn như thế này rồi, làm sao không biết tòa nào được. Lại còn nói là mình không nhớ số điện thoại của bạn nữa. Rõ ràng có ý đồ muốn mình lên trên để người cháu hại mình đây mà. Các bạn nhỏ ơi, khi những người yếu đuối lợi dụng sự đồng tình của các bạn thì các bạn hãy nâng cao cảnh giác nhé, để đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Lẽ nào mình nghe nhầm sao? Không có gì đâu mày. Sao? Đi thôi. Chú ơi! Ơ! Đó! Đây mẹ! Chú ấy ngồi xổm nói chuyện với đứa bé. Có vẻ đang rất kiên nhẫn, đeo khẩu trang y tế. Chắc là đang bị ốm. Trong tình huống như thế này, trong tay vẫn cầm ba lô của đứa bé. Cho nên anh ấy sẽ là... Anh!
Anh chỉ bắt cóc đứa bé đấy à? Cứu cháu với, cháu không muốn đi học đâu. Bố, cho con ở nhà đi. Không ở nhà, con phải đến trường. Cô thấy thì chưa? Nó là con tôi. Hai mẹ con nhà cô ấy xem thám tử trên YouTube ý thôi. Đi. Tốt, chị bảo chỉ cần 10.000 là sẽ kiếm được bội tiền rồi đấy. Kiếm bội tiền cơ á? Ừ, đây này. Bây giờ chỉ có 50.000, tí nữa sẽ biến thành 500.000, em tin không? Ai mua thẻ cao trúng thưởng lớn không? Lãi từ 20 đến 50 lần. À, hai chị em mua 2 tờ không? Vâng ạ, đi. Anh ơi, cho em 50.000 thẻ cao luôn đi ạ. Ok luôn. Anh ơi, trong đây vốn không có giải thưởng 500.000 đúng không ạ? Này nhóc, em nói linh tinh cái gì đấy? Nhìn đống thẻ cào rơi đầy đất, có thể thấy số người trúng thưởng rất ít. Một hộp có hơn 200 thẻ cào, trúng 500k chỉ có 3 thẻ. Quan trọng là vừa nãy mình nhìn thấy chú ấy đang lén lút giấu vài thẻ cào trong túi. Nếu như mình đoán không nhầm thì những thẻ cào đó đều là thẻ trúng 500. Em có bằng chứng gì chứ? Anh có cần em lấy đống thẻ cào trong túi áo anh không? Không bán, hôm nay không bán nữa. Các bạn nhỏ ơi, khi gặp người bán thẻ cào ở cổng trường, các bạn nhất định đừng nên giải thưởng làm mờ mắt nhá. Vì ham rẻ cũng bị lừa đấy. Ê cu, em đang chơi một mình à? Cho anh chơi với. Được ạ. Chuyện đây. Wow. Nóng quá. Uống nước nghỉ ngơi đã, rồi chơi tiếp. Uống đi em. Em cảm ơn ạ. Nắp chai này trông có vẻ như đã bị mở ra. Màu nước có gì đó không ổn. Chú này tại sao cứ dùng mình uống nước chứ? Không được, có nguy hiểm. Anh ơi anh, em cũng chuẩn bị nước rồi ấy. Em cảm ơn anh nhá. Các bạn nhỏ ơi, kỳ lạ cho chúng ta nước, chúng ta nhất định không được uống nhá. Phải thật cảnh giác đấy.